mấy đứa nó mặc mỗi cái cọc tay này dẫn chơi đúng không? Nặng giờ cũng chịu thôi tại có áo. Chắc đi ăn đây thôi mát rồi. Ừ, chắc đi ăn đây mát rồi. Thì bữa nó sang bây giờ em hiểu không, bây giờ thằng nào cũng muốn kiếm tiền, đâm ra là thì cái chỗ bảo vệ chỗ trước mình đi lúc mà anh em đi đông nó bây giờ nó bình thường rồi, tại vì đây nó mở đây hết đó. Này giống cái lá, lá chanh, lá bưởi, tại nó dày dày ấy. Ông trên thằng này có ai tới đây thằng nhà cảnh sát nó phải tới. Thế đây nó mở nè. Quán tiệm ta mà ngoài trời được phép mở mà. Xây đúng không? Nhà nhà đúng không? Trước đâu có nè. Nhà ở trời tụi theo nó trời. Nó nói không ra tiếng luôn, nó không nghe gì á.